Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Một khởi đầu mới anh em ơi, hôm nay mình sẽ trở thành nhà huấn luyện Pokemon nhé. Hiện tại có 3 em Pokemon khởi đầu, mình có thể lựa chọn là Bulbasaur này, em này hệ cỏ. Còn đâu em thứ hai là Charmander, sau này có thể tiến hóa lên Charizard. Đây là hệ lửa anh em ơi. Còn em hệ nước là Squirtle. Thôi, mình sẽ lựa chọn em Charmander đi, sau này tiến hóa thành rồng cho nó ngầu lòi nha. Và đây là bộ ba khởi đầu của mình, sau khi mà làm một số những cái nhiệm vụ tân thủ thì nó đã tặng cho mình thêm một em Pokemon hệ lửa nữa, là em này quên tên rồi. Và cái thứ hai là em Absol, đánh đấm khá là phê. Rồi, chiêu thức cũng ra gì đấy anh em ạ, đồ họa cũng có vẻ là ổn áp này, đẹp đấy chứ. Múp nó luôn này, một chiêu nữa là đi này. Wow, uầy, khi mà sử dụng skill chiêu thức phát là mặt đất khô cằn luôn anh em ạ. Ảo nhờ. Và để cho hành trình trở thành huấn luyện viên của mình nó nhanh chóng hơn thì mình đã dùng cây cuốc ATM và cuốc ra được 1640 ruby nhá. Sự kiện xem còn cái gì không? Cầu nguyện này, bổ sung thể lực, tích nạp này. Đây, nhận luôn nha. Quả tích nạp thì khá khá này. Ủ, ngon thế. Vé chiêu mộ giới hạn được nha. Uầy, không biết là cái mốc cuối cùng nó sẽ là bao nhiêu đây. Tí nữa mình sẽ xả cái vé chiêu mộ xem như thế nào nha. Và em đầu tiên, em đít to, đít cực kỳ to. Ok, thêm một em đít to nữa. Rồi, ủa, mốc tích nạp ở dưới này tận bao nhiêu đấy? 6480 á, lì xì năm mới. Mua một cái này đi, một ruby này. Nghe vẻ là easy đấy. À, làm nhiệm vụ đây là mình sẽ được hoàn trả ruby luôn á. Cái này, có phải mua lần lần không ta? Mua cái mốc sau thì nó sẽ bỏ đi cái mốc đằng trước anh em nhá. Và ví dụ như hôm nay anh em có thể thấy là đây là 320 mấy cái ruby ấy. Nhưng mà mình đã mua cái mốc trước rồi, bây giờ muốn tăng mốc lên thì chỉ cần tốn thêm 260 cái ruby nữa. Được nha. Thôi tạm thời thì mình cứ chơi cái này cái đã, lì xì sưu tầm thôi. Nếu như mà làm đủ hết những cái nhiệm vụ đây thì mình sẽ tăng mốc lên và mình nhận. Cũng chưa muộn, mình xem tình hình làm nhiệm vụ của mình như thế nào đó. Mình sẽ đi chiêu mộ thử nha, 75 vé luôn này. Wow, không biết là được cái gì đây. Rồi, lần đi mời đầu tiên, xem được gì nào. Bỏ qua luôn cho nó đỡ bâng khuâng. Cái gì đây? Ui, em gì ấy? SSR luôn ạ. Trời ơi, phát nữa xem nào. Tiếp tục là bỏ qua luôn. Và thêm một em SSR nữa, cũng đúng ở cái vị trí này luôn. Và đây là anh béo Snorlax, phòng thủ luôn. Có Pokemon nào xịn xò con bò hơn hay không? Sao auto vị trí này là Pokemon SSR sao nhỉ? Con này mà cũng SSR á? Ảo thật đấy. Tiếp tục xem nào. Ê, không rồi, con này nó chưa tiến hóa. Cá ngựa, chỉ còn lại 35 lần nữa thôi. Rồi đây rồi. Đổi ô rồi. Trời ơi, Chikorita, 25 vé. Thêm một em nữa. Uầy, Lapras. Lapras là Pokemon SR, Absol là Pokemon SR. Đéo thật. Đâu nhờ? Holy Latias này. Được này. Búp khá là ngon nha. Ồ, cái gì đấy? Dương này là dương gì? Ồ, cứ chiêu mộ 20 lần là mình có thêm 20 mảnh đít to. Ngon lành cành đào luôn. Mình chi nhá. Đây là chiêu mộ cầu nguyện anh em ơi. 10 lần là chắc chắn là thành công luôn. Uầy, thế thì mình có 10 vé luôn rồi còn đâu nữa. Đội hình đề xuất tấn công tân thủ. Để mình xem nào, trong này là có em gì ngon nhỉ? Ai à, có Celebi này, Latias này, Latios này. Ủa, con em nào mà kiểu Rayquaza không? Có không? Ui, không có Rayquaza anh em ạ. Ôi, mình thích Darkrai, mình lấy luôn em Darkrai nhá. Ok, cầu nguyện nha. Chắc chắn là sẽ ra này. Có Darkrai đúng không? Ấy, Pokemon bóng tối nhìn nó phải chất chơi người rơi như thế này chứ. Ok là luôn, mình xin. À rồi, trước khi mà nâng cấp pet để đi phụ bản thì mình sẽ tiếp tục check qua phần cửa hàng một tí đã. Qua một ruby để miễn phí này, mình xin này. Một ruby thì có thêm pizza này. Mua luôn. Pizza này sẽ có thêm thể lực để cho mình có thể là đi vượt phó bản nha anh em. Oh,
mua liên tục 7 ngày. Tội gì mà không mua. Cái này mình sẽ có thêm phần quà này. Nhận hết full tất cả cái này luôn. Ngày nào mua thì nó sẽ hợp lý này. Thẻ tháng. À, phải làm cái thẻ tháng đấy anh em ạ. Thẻ tháng ưu đãi này. Vã luôn. Bên này nữa, bắt buộc là phải có thẻ tháng thôi. Đã xác định là cái cuộc đua top thì phải có thẻ tháng anh em nhá. Quỹ à? Quỹ trưởng thành 30 ruby, mua quỹ trưởng thành. Phải mua thôi. Không thể không mua quỹ được. Nhận luôn. Ồ, nhiều kim cương này anh em này. Mình xin. Tiếp tục là xin luôn. Sau khi mình đi vượt hải một chút lên đến level 23 anh em ạ, thì mình thấy có một cái chiến lệnh nó xuất hiện. À, bắt đầu là có nhiệm vụ để có thể là nhận được những cái phần thưởng ở những cái mốc level nhất định. Nhưng mà khi mình ấn vào kích hoạt thì nó lại hiện ra là một là mở khóa bậc thường. À không, vẫn là bậc cao nhá. Đây cũng vẫn là bậc cao. Ấy, nhưng mà dưới này lại là 198 ruby và đây là 328 ruby này. Nhưng mà ở đây là chiến lệnh sẽ được tăng cấp lên 30 cấp. Thế thì mình đoán đây là bậc thường và đây là bậc cao. Kiểu như vậy mở phát là sẽ được lên level 30 luôn. Để mình xem có lợi ích gì không nhá. Có mảnh UR anh em ạ. Căng nha. Và khi mà mình đạt level 100 rồi thì cứ tăng một cấp thì đều nhận được 100 cái viên đá vuông vuông này. Đá vuông vuông này là gì thì mình chưa biết, nhưng mình chỉ biết là có kha khá phần thưởng ngon, đặc biệt là có cái mảnh UR. Khó nghĩ rồi, bắt đầu khó nghĩ này anh em này. 328. Ok. Rồi bây giờ mình lên luôn level 32 anh em nhá. Nhận ngay phần thưởng luôn này. Uầy, 5.300 đá drop. Đá này đọc hơi đau mồm tí. Có 10 vé chiêu mộ Sapphire này. Dương chân sức 118 mảnh Dictor SSR. Vé chiêu mộ giới hạn. Vé chiêu mộ cầu nguyện. Dương giám định sổ đỏ. Ghê đấy. Quà vật liệu tăng bậc. Mảnh Dictor UR luôn. 72 mảnh thì chưa đủ. Mình phải kiếm thêm một số mảnh ở đây nữa thì mới ok la cơ. Nhưng mà nhiệm vụ thì để mình xem nào. Nhà sưu tầm Pokemon này, nhận luôn. À, mình biết rồi nhá. Ủy thác Pokemon 3 lần, đây rồi. Có luôn. SSR này. Đến ngày. Xuất phát luôn. SR thôi à. Thử reset phát xem để mình xem cái tỷ lệ xuất hiện ra SSR như nào nhá. À, cũng cao này. Đến ngày. Đến ngày. Phanerex. Ôi à. Đấy, SSR đây. Ô, lực chiến không đủ. Chết tời giời. Đấy, may quá. Được cái nhiệm vụ thứ 3 này, cộng 3 mấy phi chiến lệnh này. Khiêu chiến một lần phụ bản nguyên liệu. Ô, cái này thì cũng dễ thôi này. Nhưng mà cái nhiệm vụ tuần để mình xem được cái gì. Cao thủ thi đấu thắng 20 trận. Ồ, khá nhiệm vụ tuần nhá anh em nhá. Được đấy, để tí nữa mình sẽ làm nhá. Qua này mình nhận ngay xem nào. Ờ, hiện tại là bậc 3, level 34 rồi. 34. Cái này là nó diễn ra trong bao lâu nhỉ? Cái chiến lệnh này thì nó là vĩnh viễn luôn anh em nhé. Còn có cái loại chiến lệnh nó chỉ diễn ra trong vòng một tuần thôi. Hiện tại là level 34. À, level 36 là lại được thêm này. 12 mảnh nữa là 84. 84 mà lên cấp 41 là 96. Ồ, thế là mình phải lên được cấp 46 anh em ạ. Cũng được, không vấn đề gì. Chắc là mai kia là mình lên được thôi. Dùng này. À, dùng lên luôn đấy. À, ấn vào dương để mở hả? Ủa, dễ nhở. Rồi, một mảnh Lugia. Một mảnh nữa. Ơ, bốn mảnh này. Ồ, nhiều mảnh Lugia đấy chứ. Tỷ lệ nó cũng không phải là thấm quá. Đấy à, bắt đầu khoai nha. Sau khi mà mình mở được 10 mảnh rồi thì nó sẽ cho mình mở max luôn 50 mảnh nha. Mở nhanh. Rồi. Ok. Rồi bao nhiêu mảnh Lugia ở đây? Ui, 888. Rồi. Thế tính ra là bao nhiêu mảnh Lugia rồi đây? Khốn đấy. Mình cứ tưởng là chắc ăn một phát ra Lugia luôn cơ. Không ngờ để kiếm được một em UR nó cũng phải là một hành trình gì đấy khó đấy anh em ạ. Mảnh xem nào. Lugia. Lugia đâu? Ôi à, không thấy xuất hiện Lugia ở đây nhỉ anh em nhỉ?
Ô, mình vẫn còn 24 cái dương nữa chưa mở này. Ok, thật túi đã đầy à? À, mình chưa thu, mình phải thu lại đã. Đây đây đây, nó hiện ra rồi anh em nhé. Hơi nhà quê tí, mới được có 29 mảnh Lugia thôi anh em ạ. Đầy đủ 100 mảnh cơ. Là trời. 1088 Sapphire. Wow. Đây, tiếp tục là mình sẽ mở 24 mảnh nữa. 24 cái dương nữa. Ok này. Ok này, ui, lại có thêm 888 kim cương. Được này. 14 mảnh Lugia nữa anh em ạ. Được, 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 được. Nhìn chung tỷ lệ xuất hiện ra mảnh Lugia mình thấy khoảng 50%. Thế là bây giờ là mình có tổng cộng bao nhiêu mảnh người ta? Lugia là 43 mảnh rồi. Chỉ còn lại là 57 mảnh nữa thôi anh em ạ. Cố lên. Trời ơi, háo hức quá.